Kính chào quý anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay là đợt thứ 3 mà Bình Định Dấu Yêu ghé nhà anh Minh. Là anh Minh là một nhân vật tế giàn giáo bị nằm một chỗ. Thì hôm nay em với Ni qua thăm anh và cũng như là trao một số tiền của Mạnh Thường Quân gửi. Và bây giờ xin mời quý vị cùng xem video clip ạ. Ủa cô rửa chén nấu ăn là cứ nằm như vậy hả con? Chứ sao đứng? Chứ sao đứng được? Quá dạ. Dạ em chào anh Minh. Ngày hôm nay em có dẫn theo bạn Ni cũng người dân tộc Khmer cùng bạn xứ của anh luôn đúng không? Thì bạn Ni có thể nói tiếng Khmer chào ảnh được không? Hai người. Dạ. Sao bài con em? Sao bài? Chương mong tàu mấy? Lệnh đuôi dàn dao. Thôi xong nặng này. À, tại thơm bộ nó đuôi bạc đuôi bị vàng bóng vàng bạc bìa trường hay cái non bị bạc bị đô là nhìn đồng mình được phẹt ở thủ đức nó thơ thủ đức nó bình dương nó được phẹt thủ đức ban đọt ngại lên cà quán á một tạm miền đến cách tham mộ to như vậy nó là cách ở cái chạy cá hay rồi chung chung đến cái chùa mình à kla kla nó hay tù quá quá đời xe sắp màn liền lắm nãy giờ hai anh hai bạn nói em không hiểu gì hết trơn á. Em đang hỏi thăm sức khỏe à. Đang hỏi thăm sức khỏe nói to lên xíu nha. Rồi anh nghe cái miệt cá nó rồi chạy lên bình thường trên hình quả quả hay bỏ nó phải chạy ra rồi nhớ tới ý bản thì còn nó thật nặng gì nghe thẳng thế hay thẳng luôn mình sau bản nhớ tới ý bản nó thế nặng miệng thế đó cả xuống mà lâu còn miệng nó đầu chương nên thì mình hai bên chia ba bản rồi trường nữa thì cái nam tương tự của sau đó hai bên này tại quả nó I don't know what you say. Cả nam mà thủ pháp tiếng Việt cái này rồi dịch chạy nuôi dịch cái gì nó còn bệnh dịch cái nó tiếng Việt đi à. Dạ em chào anh Minh nha, thì hôm nay là đợt thứ ba mà em giao tiền từ Mạnh Thường Quân ủng hộ anh, thì em sẽ công bố danh sách là có chị Jessie Trần ở Mỹ ủng hộ anh là 4 triệu đồng, cô Thi Đoan ở Mỹ là ủng hộ anh là 300 đô, em nói là được 6 triệu 8. Thứ ba là cô Dung Nguyễn ở Mỹ ủng hộ anh là 2 triệu. Và em Mai ở Úc ủng hộ anh 5 triệu. Chị Hương Tuấn ở Quốc Oai Hà Nội là 1 triệu. Là tổng cộng là cái đợt thứ ba này em kêu gọi ủng hộ anh là 18 triệu 800 ngàn. Và em sẽ gửi anh đếm lại giùm em à. 18 triệu 800 nha quý vị. Thì trong đó có cái cô mà em Mai ở Úc thì có gửi riêng cho mẹ vợ anh là 2 triệu. Âm thanh thế nào vậy? Dạ đủ không anh? Thì cũng cảm ơn những người Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em được có số tiền này để em trang trải sữa bẩm thuốc men để cho con. Tại thời gian này em cũng bị gãy cái lưng rồi gãy hai cái chân bây giờ rồi. Là thu nhập chính trong gia đình mà bây giờ không có đi làm được rồi thì bạc nó có khó khăn quá, em cũng nhờ những Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em có số tiền để em khá khá tí để em chị rồi em uống thuốc dần dần để cho lưng rồi chân nghe nó lành rồi sau này em còn đi làm đến chẳng trải nuôi vợ con. Thật cảm ơn những người chị Vương đã giúp đỡ cho em. Chuyện này cái chân này thì bác sĩ nói là cỡ bữa hôm đi tái khám rút mấy cái sắt nó rút 4 cái sắt vô để kìm mà để rút ra là
sĩ nói cỡ khoảng 2-3 tháng nữa uống thuốc rồi dần em mới đi lại, đi lên đi xuống được. Mà đi thì cái lưng này cũng cái lưng thì nó gãy tới 3 đốt lần. Bây giờ cái lưng này chỉ nằm uống thuốc, cũng gắng cũng ngồi tập ngồi đó, ngồi để cho nó ấy chứ đâu có để nằm vậy được, mai mốt hoài nó liệt luôn. Cũng gắng ngồi, gắng lấy gối lấy ấy cũng kê lên rồi để nó cử động đồ. Nhiều khi nó cũng nhức cái chuyện như 3 đốt rồi. Nó to lên. Là ảnh gãy bị 3 đốt đúng không? 3 đốt. Mà chân nữa đúng không? Chân rồi còn lưng nữa. Nên là ảnh là người thu nhập chính trong gia đình, mà vợ ảnh là cũng là người khờ á. Mà đi trên đường á, ông hốt. Ông hốt nhận 7 giờ phòng trọ xong rồi ông xử bả luôn. Là giờ có đứa con đó. Thấy cuộc tình ly kỳ không? Cho em qua khó khăn này, em cũng đội ơn nhà mình tư duy nhiều. Em cũng nhắc lại cái nhà anh Minh đang ở là nhà từ đường của dòng họ nha quý vị. Anh ở đậu thì qua dịch thì anh sẽ tìm phòng trọ ở chỗ khác chứ không phải là ở căn nhà này nha quý vị ơi. Thì hoàn cảnh của anh là anh là người có nguồn thu nhập chính, nhưng mà bây giờ anh đã nằm một chỗ, người vợ thì khờ đâu có làm ra tiền đâu. Thì cũng được sự yêu thương của các mạnh thường quân thì ủng hộ qua 3 đợt. Đợt đầu tiên là 5 triệu, đợt thứ hai là 21.100.000 và đợt này là 18.800.000. Thì tổng cộng 3 đợt là 44.100.000. Thì cũng để cho anh có cái nguồn chi phí để anh chữa bệnh cũng như là chăm lo cho gia đình. Thì sau khi em xem qua hoàn cảnh người Khmer với em thì em có cảm nhận như thế nào vậy anh đi? Em thấy tội lắm. Ảnh là người mà thu nhập chính trong gia đình á, mà không may là bị té trên dàn giáo, mà nghe đâu là té 3 cây dàn giáo xuống. Mà anh có nói em là gãy 2 cái chân, gãy cái lưng. Thì em có hỏi là anh có chữa được cái vòi đó, bác sĩ nói là có chữa được hoặc là cái lưng không. Mà anh nói là bây giờ gắng uống thuốc rồi đỡ. Bây giờ bớt sưng rồi mới đi mổ lấy vít ra nữa, trong vòi còn cái vít nữa. Còn vít hả? Còn vít bây giờ hả? Cái ốc vít, đóng ốc vít. Vậy trong người anh là còn gắn ống vít trong trong cái chân hả? Chân bên đây thì gắn nó, còn bên đây thì nó bắt nẹp, nó bắt vít. Để nó kìm cái chỗ gót mình gãy, nó kìm lại. Ủa, cái chân anh còn ống vít luôn hả? À, còn. Rồi còn cái lưng thì sao? Có mổ xẻ gì chưa cái trên lưng đó? Bác sĩ không mổ, bác sĩ nói mổ là sợ sau này mai mốt là liệt á. Tức là bây giờ sẽ uống thuốc từ từ nó sẽ bớt hả? Từ từ thôi. Nhưng mà bữa giờ có uống thuốc gì chưa? Uống thuốc mà bệnh viện nó kê cho đó, mình lấy mua uống thôi. Cái lưng có đắp thuốc đắp gì không? Cái lưng bây giờ hiện tại chân chưa có đi được, chưa có đi đắp thuốc gì đâu. Không có nẹp luôn mà. Không có nẹp, không có gì hết, bác sĩ nó ảnh ngủ vậy mà ảnh nghiêng người đau lắm á. Nếu anh ngủ sao? Anh ngủ tư thế anh ngủ đâu nên coi thử đi. Đau lắm á. Không thẳng người được hả? Nằm không phải, nằm như vậy không được, nó kê xuống cái nền. Nằm nghiêng vậy con. Chính nằm nghiêng hả? À, lấy gối ôm mà cứ nằm nghiêng vậy. Nằm nghiêng vậy sao ôm vợ ta? Biết bên này không được là làm vợ mày. Chân là mày. Còn đâu có biết đâu. Cũng gắng tập ngồi ngồi á. Ngồi mà nhiều khi ngồi bên lâu quá là đau lắm. Dạ. Tại vì bị ba cột á. Ngồi là ba đốt á, lưng á sao nó u ra sao một cục luôn. Dạ. Bởi vì đâu có ngồi nhiều đâu, sáng này thì tập chứ ngồi dậy. Lỡ quá lỡ quá, đi rồi lợn lắm. Đứng lên là bây giờ bơm gán gượng đứng mà chắc đứng là té liền. Có cây chống nạn cái đó anh có cần chống nạn hay gì không? Bên nạn thì cũng tập đó, lấy nạn để chống chống mà cũng đâu có được đâu. Nó đau thốn phải xuống liền. Hai bên giò mà anh không có. Hai bên giò này nó chưa có ấy đâu, chưa có lành đó. Còn bên đây nó còn sưng nữa, nó gót. Ốc vít còn chổng mà hả?
nó bắt inox, cái này nó mổ bên đây nó nhét inox vô đây là nó kìm cái gót với cái chân này, nó chân này bây giờ nó gãy là nó liệt cái này luôn rồi nè, nó liệt ngón chân cái luôn. Còn bên đây thì nó bắt nó bắt dứt rồi nó kèm cái gót gãy. Ủa anh ở cùng tỉnh với em luôn hay khác đâu? Ở đây ở Trà Vinh. Ở Trà Vinh còn Sóc Trăng. Ủa là cũng như người Khmer cũng nhiều chỗ hả? Thì Trà Vinh, Sóc Trăng, Cần Thơ rồi An Giang rồi. Mấy tỉnh Khmer á nhiều lắm. Nếu đến từ Vĩnh Long, Bạc Liêu rồi này nó cũng có. Mẹ vợ của anh Minh ơi, con có gửi lại đây, con gửi một chai dầu nóng ạ. Cô lớn như vậy mà cả nhà mới có 4 mấy tuổi à. Ủa 4 mấy tuổi thì sao chị kia 2 mấy tuổi cái chồng sớm mà ta? Chị có đó nè. Có 20 tuổi gì? Lên đây. Cô ơi, con có một mạnh thường quân ở Mỹ cũng có gửi về cho con một lốc dầu gió, thì gặp trường hợp nào mà khó khăn mà bị viêm khớp á, thì con gửi cho mỗi người một chai, con gửi cho cô một chai. Cho nên dầu rất là tốt à. Cô so bóp hay gì đó cho nó đỡ. Cô cũng xin cảm ơn mạnh thường quân đã giúp đỡ cho cô để cô đi đứng ra bình thường như bao người khác. Dạ. Yeah. Thì bữa giờ cũng có nhiều người mắc con á, để chữa bệnh cho cô, người ta hỏi là cô uống thuốc nam hay thuốc bắc hay thuốc tây gì để người ta biết á. Đủ thứ hết á, mà sao mà cô thấy không càng ngày nó không càng giảm. Thì người ta nói là cô phải vận động liên tục cho nó giảm, chứ còn không để vậy là nhiều liền. Lúc này cô cũng vận động đó, nhưng mà tại vì bây giờ á chỉ lằn tường thì mình không có ấy được, mình phải có cái cây để mình đứng để mình đi. Mình tập đi mà đi chiến giữa nhà luôn á, mình dễ buông cây, mình dễ đi, mình tập thời gian mình mới buông đi được. Còn như mình lằn tượng gì thì bây giờ nó quen rồi, bây giờ nếu mà buông tay thì buông không được, buông tay là té liền. Dạ. Cho nên con cái nặng á cô, cái nặng là cái gì cô? Cái cây mà đội loại cây mà, ba chi á mày, ba chi mà người ta cái tập cây á. Đúng rồi, cái cây đó người ta dễ tập. Cây bút chi. Dạ rồi, cảm ơn cô ạ. Bây giờ nó đâu có, nó phải chỉ ai cho thuốc gì uống thuốc nấy thôi chứ không ai là cho gì là uống cái đó à, chứ ai bà gì uống đó. Rồi cái chữa được lâu để đâu? Món anh bờ nhân xe lăn nhân anh quý bán không? Xe lăn hay xe lăn khăn non nó nhìn thì bạn chịu như bác sĩ gài những đuôi nó nhìn ổi à, đai đai cái nó bệnh viện nó nhìn đẹp nhìn. Mình chơi bị cái đội nó ta ở đai đai hồ đai những nếu mà đai nó hơi gì đó có thở là khổ nữa, thở khó chuyện rồi thì có bộ bạc chịu đó. Em có hỏi là kêu anh là nếu mà có xe lăn là anh ngồi được không, anh trả lời là nếu mà ngồi xe lăn đó là bị thối bụng á, ở trong bệnh viện người ta có cho cái nẹp á, còn ngồi không được lâu nữa. Nên là bây giờ anh chỉ được nằm gì thôi chứ không có đi chống nặng được rồi. Nằm để chờ ngày bớt cái lưng mới được đi hả? Cũng dạ. Nhưng mà bây giờ chân đi được nhưng mà cái lưng không bây giờ chân nhất nhất hả? Không, chân chưa có đi được đâu. Ừ. Tại nó còn nhức lắm, còn nhức cái gót. À. Chứ nào bây giờ là chân đi được bắt đầu mới chỉ tới cái lưng. Dạ. Bác sĩ có nói như vậy đó rồi. Dạ. Bây giờ lưng thì mai mốt thì hết dịch rồi, mà cái chân mà hết là phải đi đắp cái lưng. Đúng dạ. Đúng rồi. Đắp bằng thuốc nam rồi sao bây giờ thuốc tây bác sĩ không dám mổ. Dạ. Rồi sắp nắp đọc thì có yên lợn hết lắm, vừa bà nó vừa vô hình thành. Vừa thuần thành chân hay bị chân. Nhưng mà mỗi ngày tôi cũng nuôi nó đi một năm nữa. Bạn buôn khé. Đi bạn buôn khé. Đi học đi thay mình nuôi mình bạn kiếp chứ. Ta, tôi luôn là chồng mình luôn là tôi luôn là bình chuyện từ thơ thuộc Đức á. Thành hay từ tôi luôn là từ bình chuyện thuộc Đức. Đức đọt ngãi miền cà nào quá hay miền cà nào vòi cà dân khi. Thơ thơ là cũng có lúc quá này. Mà nó thơ tư cơ cào thì bà thơ bà thơ công ty tao công ty qua lo rồi nhưng mà công ty gạo nó cà thầu nó thì mình lo mà nó tại thầu tư lạnh sửa chữa nó
thì mình lòi nào cái chùa chùa nào bình dân tục được được đọc ngài nó ở mà đọc thì nó lâu vào cái chùa khá hay cả những cái la tiệt hay cái mình cả mình xu lắm mình gặp thầy chúng thôi ban ngày chứ mà thôi ban ngày làm rồi thở 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 chính anh là thở chính anh thở chính thì cũng anh thù mà nhận nhà để anh làm á cũng thụ một ít tiền rồi lúc ổng nằm viện mấy triệu tiền của anh một mớ, tiền của anh thầu đó một mớ. Đó là bệnh viện Thủ Đức á, nằm hết 10 ngày. Rồi xong rồi mấy cô thấy vậy, cô nói thôi về đây đi rồi xong rồi nằm coi đợi rồi ấy rồi cô cho mượn tiền rồi đi bệnh viện chỉnh hình nó rồi mổ hai cái chân. Lúc Thủ Đức á, con biết nó nói bác sĩ nó mổ 70 mấy triệu. Dạ. 80 luôn á. 80. Ờ. Giờ hỏi coi 80 đâu có. Rồi nó không có tiền cho nên nó mới xin về. Xin về nhà thì tính cho bắt chú Tám Sàng xin cái xe cho chú Tám Sàng chở cho nó về dưới mà không có số. Ầu ơ với dầu riết nằm ở trên đó nó bị sốt hoài nó không hết, bác sĩ không có cho về nữa. Thì cuối cùng hết tiền đóng rồi đó bác sĩ cho về. Về nhà con biết nằm cả chục ngày nữa nó dên không. Nó nhức đó. Nó dên không rồi người ta nói bây giờ trời ơi bây giờ ngay chỗ này nữa là mà nó cứ nằm vậy hoài là cũng chết nữa mà nhà của chú nó thím nó mà nó dên hoài mình cũng ngại nữa. Cho nên nó thấy vậy mới là hả thôi bàn với nó để người ta nói bây giờ để cái chân nó vậy nó teo thêm nữa. Cho nên cô mới là hả nhờ chú trong sớm đồ điều động các anh em trong sớm đồ xin một mớ rồi cô cho mượn một chút ít. Cũng hết mấy chục triệu rồi mới đi mổ hai cái chân trước. Mà bác sĩ thì không có cho hả đụng tới cái lưng. Đụng tới cái lưng là nó bị liệt đó là bác sĩ không cho như vậy đó. Bây giờ đòi thẳng do nạn ồ thì ra vậy nó đang đợi nó nhìn bạn nó chồng dễ nhất. Ủa anh có định cho con anh người ta nuôi không anh Minh? Sao cô Lan nói nè, cô cho là mấy người Kiều Mỹ là hốt liền á. Ví dụ cho anh nó giỡn thôi đúng không? Chỉ có một đứa con không, có nhiều khi có mấy cô chú bên đó nó ta thích nít đó. Dạ đúng rồi. Cũng làm giấy ta xin là làm con nuôi đó. Làm vậy làm sợ cái vậy. Đây nè con anh Minh là rất đẹp trai không quý vị? Giống ông ngoại với mẹ ha. Trời này mà cho nó. Trời ơi cái chân nó bị muỗi cắn mà sao đen vậy? Thật nó độc ghê. Trời nó giỡn chứ ba nó quý vị. Trời trời biết rồi. Gia bảo đúng không? Nó gia bảo mà. Vậy là sau khi mà anh mong muốn của anh trong thời điểm này là anh muốn được nhanh khỏi bệnh để anh đi làm việc để anh phụ giúp gia đình nuôi vợ nuôi con đúng không anh? Đúng rồi. Vậy là vào bây giờ anh có thể nói tiếng Khmer chào tạm biệt khán giả và đã ủng hộ anh không ạ? Chào sóc sơ bay. Sóc sơ bay chóc. Con em bị ô cũng nói con cũng này thế chúng ổn học kinh còn bon mà thêm heo ổn lành bán lui để phục ổn thu hết thì ổn trừ ngay cái non ổn đằng ổn chia ổn bán thu thơ thu ý đằng trong cuốn trong ảnh nó tham bệnh nữa là lâu lâu nhờ kia đấy nhớ dịch nướng là khi cái ôi tôi nụ lên bất xứng đó, rồi tôi chạy chui nhà trọ nụ á. Rồi, nay dịch đi. Anh Minh có nói là cảm ơn đến các cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp ảnh trong thời gian khó khăn này. Thì ảnh cũng mong là cái bệnh của ảnh là mau hết bệnh để ảnh đi làm nuôi vợ nuôi con. Và hiện tại anh đang sống nhờ nhà của bà con. Thì hết dịch này thì ảnh cũng đi chỗ khác mọi rồi. Thì là cuối cùng ảnh cũng cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ em xin phép kết thúc video tại đây. Xin mời quý vị nhớ đăng ký kênh, like, share và nhấn nút đăng ký ủng hộ em nha cả nhà ơi.